Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại Hồng Kông, lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người ở thành phố này đã liên tiếp sụt giảm trong vài năm gần đây. Năm 2012, bình quân một người Hồng Kông chỉ tiêu thụ hết 43 kg gạo, tức là chưa tới 4 kg một tháng, giảm 6 kg so với năm 2002 và là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, kết quả điều tra của tờ Thành báo năm 2013 cho thấy 38% số người được hỏi thi thoảng mới ăn 2 bữa cơm mỗi ngày, trong khi đại đa số chỉ ăn 1 bữa cơm. Các bữa còn lại được thay thế bằng đồ ăn nhanh như các loại mì, bánh mì, đồ ăn nhanh. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do người Hồng Kông quá bận rộn với công việc, không có thời gian nấu cơm. 62% số người còn lại trả lời rằng họ ăn gì tùy thuộc vào tâm trạng và việc ăn các đồ ăn khác thuận tiện hơn hoặc ăn cơm cảm thấy nhàm chán. Ngoài ra, một số ít người cho rằng họ ít ăn cơm là do thói quen cuộc sống và không thích ăn cơm. Giới chuyên gia cho rằng các loại thực phẩm ngày càng phong phú, lựa chọn của người dân cũng vì thế mà đa dạng hơn, dẫn tới sự thay đổi từ 2 bữa cơm thành 1 bữa cơm mỗi ngày. Người dân Hồng Kông dễ dàng tiếp nhận văn hóa ẩm thực từ bên ngoài, cộng thêm thu nhập tăng cao, nên cơm chỉ là thực phẩm nền, không còn là khẩu phần ăn chính của họ. Vừa làm, vừa ăn, dường như đã trở thành thói quen trong xã hội của Hồng Kông, nơi người dân đang phải tranh thủ từng phút, từng giây để bắt kịp nhịp sống hối hả của thành phố. Theo các chuyên gia, trong môi trường như vậy, đa số người dân sẽ lựa chọn các thực phẩm nhanh gọn, thuận tiện để giải quyết nhu cầu 3 bữa một ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng hiệu suất và áp lực công việc của tầng lớp làm công ăn lương ở Hồng Kông hiện đã đạt đến mức cao nhất. Nếu người dân không duy trì chế độ và khẩu phần ăn hợp lý, hậu quả về mặt sức khỏe sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tiến Trung, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông.